Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế sáng nay của chúng tôi. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lưu Bằng Vũ trả lời hãng tin TASS của Nga cho rằng Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đơn phương hơn đối với các công ty Trung Quốc vì lý do quan hệ với Nga. Đây là sự cưỡng ép kinh tế, chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt điển hình. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Washington mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để chèn ép các công ty Trung Quốc. Theo ông, Mỹ cần sửa chữa sai lầm ngay lập tức, ngừng ngăn chặn và chèn ép các công ty nước này. Ông tái khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành vi cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước đó, vào thời điểm tròn 2 năm cuộc xung đột Nga-Ukraine, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định đưa 93 thực thể của nhiều quốc gia vào danh sách thực thể. Trong đó có 63 thực thể của Nga, 16 của Thổ Nhĩ Kỳ, 8 của Trung Quốc và 4 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là một trong số các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới nhất do Mỹ cùng các đối tác và đồng minh áp đặt nhằm vào các quốc gia mà nước này cho là ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23 tháng 2 cũng tuyên bố ban hành hơn 500 lệnh trừng phạt mới chống lại Nga để gia tăng áp lực lên Moscow. Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 được tiến hành theo hình thức không phổ thông đầu phiếu. Có 11.747 người có tên trong danh sách cử tri là các nghị sĩ quốc hội, ủy viên hội đồng của 1.652 xã, phường trên toàn quốc. Cụ thể, bao gồm 125 nghị sĩ quốc hội và 11.622 ủy viên hội đồng xã, phường đương nhiệm. Tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử lần này có 4 chính đảng, bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Đảng Ý chí Khmer, Đảng Bảo Hoàng Phun Xipách và Đảng Sức mạnh Dân tộc. Các chính đảng có ứng cử viên tham gia tranh cử cạnh tranh 58 ghế trong số 62 ghế thượng nghị sĩ. Trong số 4 ghế còn lại, 2 ghế do Quốc vương Campuchia chỉ định và 2 ghế do Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy tín nhiệm. Tính đến trưa nay, ngày 25 tháng 2, công tác bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra thuận lợi, yên bình, suôn sẻ dưới sự giám sát của khoảng 800 quan sát viên trong nước và quốc tế và khách mời đặc biệt. Ngoài ra, có hơn 330 phóng viên thuộc 59 tổ chức, cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế đăng ký tác nghiệp đưa tin về cuộc bầu cử. Chia sẻ với phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, ông Men Reza Muni, cử tri khu vực thủ đô Phnom Penh cho biết. Tôi đánh giá cao cuộc bầu cử lần này. Thứ nhất, các đại biểu tham dự bầu cử lần này đều vui mừng đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Thứ hai, cuộc bầu cử lần này diễn ra công bằng, không có sự đe dọa, ép buộc. Thứ ba, các địa điểm bỏ phiếu được sắp xếp ở nơi thuận lợi, công tác tổ chức an ninh và bảo mật tốt. Theo lịch trình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari bỏ phiếu tại phòng bầu cử số 3001 tại tỉnh Kondal, địa phương giáp danh với thủ đô Phnom Penh. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Thipbadey Hunmanet bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử 1001 được bố trí trong khuôn viên trường trung học Presisuvot, quận Đôn Bình, thủ đô Phnom Penh. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, ngay sau khi kết thúc hoạt động bầu cử vào lúc 3 giờ chiều nay, các văn phòng bầu cử sẽ đóng cửa, chuyển công năng thành văn phòng kiểm phiếu và công bố kết quả sơ bộ ngay trong ngày 25 tháng 2 sau khi kết thúc công tác kiểm phiếu. Kết quả chính thức cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 4. Bầu cử Thượng viện Campuchia được tổ chức định kỳ 6 năm một lần. Tại cuộc bầu cử gần nhất diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2018, Đảng Nhân dân Campuchia giành toàn bộ 58 ghế thượng nghị sĩ được phân bổ thông qua bầu cử. Cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu chở hàng Jubima hôm 23 tháng 2 theo giờ địa phương đã khiến con tàu bị thiệt hại đáng kể và gây ra vết dầu loang tới 29 km. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố liên quan đến tàu chở hàng mang cờ Bilai thuộc sở hữu của Anh. Tuyên bố cho biết thêm, tàu Rubima đang vận chuyển hơn 41.000 tấn phân bón khi bị tấn công. Ngay sau đó, người phát ngôn quân sự của Houthi xác nhận lực lượng này tại Yemen đang nhắm mục tiêu vào tàu Rubima ở vịnh Aden hôm 23 tháng 2 và tàu này hiện có nguy cơ bị đánh chìm. Từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở vịnh Aden và Biển Đỏ. Nhấn mạnh mục tiêu tấn công của nhóm này là những con tàu liên quan tới Israel.
các lực lượng Mỹ và Anh đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen. Căng thẳng leo thang giữa Houthi và các cường quốc phương Tây đang đẩy khu vực Biển Đỏ vào tình trạng an ninh bất ổn hết sức nghiêm trọng. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ ngày 23 tháng 2 tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái UAV và 2 tên lửa hành trình chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen và Biển Đỏ, sau khi xác định đây là những mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hàng và tàu chiến của Hải quân Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ cho biết các UAV và tên lửa hành trình nêu trên chuẩn bị được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhắm tới Biển Đỏ. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ 3 UAV tự sát của Houthi gần các tàu thương mại đang hoạt động trên Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra thông báo cho biết, trong ngày 24 tháng 2, không quân nước này và đồng minh Anh đã tấn công tổng cộng 18 mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen. Theo thông báo, các mục tiêu Houthi bị tấn công trong đợt không kích mới nhất nằm ở 8 địa phương khác nhau tại Yemen. Trong đó có các kho chứa vũ khí, đạn dược, máy bay không người lái, hệ thống phòng không, hệ thống radar và máy bay trực thăng. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các cuộc tấn công là cần thiết và phù hợp trước mối đe dọa mà nhóm vũ trang này gây ra đối với tuyến hàng hải quốc tế ở khu vực Biển Đỏ. Về phần mình, kênh truyền hình Al-Masirat của Houthi cho biết thủ đô Sana'a nằm trong số các địa phương hứng chịu đợt không kích mới nhất của Liên quân Mỹ-Anh, nhưng không đề cập thêm chi tiết. Cũng theo nguồn tin này, đây là ngày thứ hai liên tiếp không quân Mỹ-Anh tấn công vào Yemen. Trước đó trong ngày 23 tháng 2, Liên quân Mỹ-Anh cũng tiến hành 3 cuộc anh tạc vào tỉnh Hodeidah, một trong các địa phương mà Houthi đang kiểm soát bên cạnh thủ đô Sana'a. Mỹ cùng Anh và một số đồng minh bắt đầu phát động chiến dịch không kích vào Yemen ngày 11 tháng 1 vừa qua, nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát của nhóm Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vẫn đang sở hữu năng lực tấn công mạnh mẽ cùng kho vũ khí đồ sộ, trong đó có nhiều vũ khí tấn công tân tiến do Tehran cung cấp. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saria cho biết, hải quân của Houthi đã thực hiện một chiến dịch quân sự tấn công vào tàu Mỹ Tom Thor ở vịnh Aden bằng cách sử dụng một tên lửa chống hạm. Ông Saria cho biết thêm, lực lượng Houthi cũng đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào một số tàu quân sự của Mỹ ở Biển Đỏ. Văn phòng điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO thuộc Hải quân Anh cũng đã báo cáo về cuộc tấn công của Houthi vào tàu Anh và Mỹ ở vịnh Aden, cách cảng Djibouti 70 hải lý về phía đông. UKMTO không tiết lộ thông tin chi tiết. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mason ngày 24 tháng 2 đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng vào vịnh Aden từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và có khả năng nhằm vào tàu chở dầu Tom Thor. CENTCOM cho biết thêm, cả tàu USS Mason và tàu MV Tom Thor đều không bị hư hại và không có người bị thương. Phong trào Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn miền Bắc và miền Tây Yemen, tháng 11 năm 2023 tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel ở Biển Đỏ, cho đến khi được nước này dừng các chiến dịch quân sự ở giải Gaza.
Điều này khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Các lực lượng của Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí của Houthi, nhằm làm suy giảm khả năng của nhóm vũ trang Yemen trong việc nhằm mục tiêu vào các tàu thương mại. Ngoài tên lửa và UAV, Houthi gần đây triển khai thêm một số loại khí tài mới để thực hiện các vụ tập kích trên Biển Đỏ. Trong đó có xuồng không người lái USV mang thuốc nổ. Những chiếc USV là một trong những mối đe dọa đáng sợ nhất do chúng di chuyển với tốc độ rất nhanh. USV là mối đe dọa chưa xác định mà chúng tôi không có nhiều thông tin. Nó có thể gây ra nguy hiểm với mọi tàu Mỹ. Chuẩn đô đốc Mark Meijer, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Mỹ đang trực chiến ở Biển Đỏ, cho biết. Ngày 24 tháng 2, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Trên Biển Đỏ, chiến hạm Mỹ một lần nữa phải khai hỏa để vô hiệu hóa cuộc tập kích tên lửa của nhóm vũ trang Houthi. Truyền thông Israel cho biết, chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ nước này đã oanh tạc một điểm tập kết vũ khí của Hezbollah ở làng Matmura, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng. Cuộc tấn công được tiến hành hồi chiều qua theo chỉ điểm của một máy bay do thám không người lái UAV. Trước đó, không quân Israel cũng đánh phá một trung tâm chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ Radwan thuộc Hezbollah ở vùng Barajit, cùng một số bệ phóng tên lửa ở khu vực núi Plat. Song song với các cuộc không kích của lực lượng không quân, pháo binh Israel cũng tiến hành một số cuộc tấn công phủ đầu, phá hủy nhiều mục tiêu Hezbollah tại khu vực dọc biên giới. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các cuộc pháo kích phủ đầu này nhằm loại bỏ các mối đe dọa nguy hiểm từ nhóm vũ trang lớn nhất, Liban. Về tình hình chiến sự trên Biển Đỏ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông tối qua ngày 24 tháng 2 cho biết, tàu khu trục USS của nước này tại khu vực đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo đối hạm do nhóm vũ trang Houthi bắn đi từ đất liền Yemen hướng về phía vịnh Aden. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông, cuộc tập kích tên lửa của Houthi dường như nhằm vào một tàu chở nhiên liệu đang lưu thông tại đây. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào cho chiến hạm Mỹ, cũng như các tàu đang hoạt động trên Biển Đỏ. Trước đó, vào hồi chiều qua 24 tháng 2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông cũng thông báo đã phá hủy 7 tên lửa hành trình đối hạm cùng 3 máy bay không người lái UAV của Houthi. Căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban và trên Biển Đỏ được cho là những hệ lụy trực tiếp từ cuộc xung đột đẫm máu tại Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas. Cuộc chiến này bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023 sau cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền Bắc Israel trong sáng cùng ngày, khiến 1.200 người chết và 253 người bị bắt làm con tin. Theo thông báo mới nhất của cơ quan y tế Palestine, chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào dải Gaza đến nay đã khiến hơn 29.600 người thiệt mạng cùng gần 70.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Ngoài ra, hơn 7.000 người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra. Trong một bài phát biểu tại một sự kiện ở Kiev hôm 24 tháng 2, đánh dấu thời điểm cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba, Tổng thống Ukraine cho biết, chúng tôi đã đấu tranh vì điều này trong suốt 730 ngày của cuộc đời mình. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào ngày trọng đại nhất. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc chiến phải kết thúc theo điều kiện của chúng tôi, với một nền hòa bình công bằng. Trước đó, ông Zelensky đã nói chuyện cùng với các thủ tướng Canada, Italia, Bỉ
và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu, những người đã đến Kiev để dự sự kiện. Trong diễn biến mới nhất trên chiến trường, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng Avdiivka. Lực lượng Nga có thể đã bắt giữ tới 1.000 binh sĩ Ukraine trong cuộc rút lui hỗn loạn khỏi thành phố, và việc rút quân khỏi thành trì của Ukraine ở Donbass được mô tả là một tổn thất nặng nề đối với Kiev và có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần vốn đã suy yếu của quân đội. Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin hôm 20 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Avdiivka đã bị quân đội Nga chiếm giữ với tổn thất tối thiểu. Ông tuyên bố rằng trong quá trình rút lui, lực lượng Ukraine đã bỏ lại một số lượng đáng kể binh sĩ bị thương cũng như khí tài và thiết bị quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với các quan chức Mỹ đang thăm Ukraine rằng Kiev chỉ có thể đánh bại Nga với viện trợ quân sự từ Washington và chắc chắn sẽ thất bại nếu không có sự trợ giúp từ Mỹ. Phát biểu sau cuộc gặp với ông Zelensky, lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ đề xuất gia hạn viện trợ của Mỹ cho Ukraine khi các đề xuất tương tự bị dừng lại do Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ phản đối. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 25 tháng 2 cho thấy quân đội nước này đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất, cũng như các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Các quan chức tại Moscow cho biết phần cứng bị bỏ lại đã được các nhóm tấn công của Nga tìm thấy khi họ tiến vào nhà máy sản xuất than cốc lớn nhất châu Âu. Đây cũng là nơi đóng vai trò then chốt cho các cuộc phản công của Ukraine trong khu vực kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và là điểm nóng giao tranh trong hơn 3 tháng qua. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, trong khi kiểm tra các xưởng của nhà máy, lực lượng phát hiện ra các trạm điều khiển máy bay không người lái bị bỏ hoang với các thiết bị đầu cuối Starlink. Cùng với đó là hàng chục súng phóng lựu chống tăng, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động và lương khô do NATO sản xuất. Tất cả những thứ này đã được binh lính Ukraine bỏ lại khi họ hoảng sợ chạy trốn khỏi nhà máy trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Một đoạn video khác có cảnh một binh sĩ kiểm tra hộp thiết bị liên lạc, bao gồm cả trạm truyền tiếp. Đoạn video cũng cho thấy thùng đạn chứa đầy mảnh đạn cho súng phóng lựu và thùng kim loại chứa đầy đạn súng máy 12,7mm, có thể là đạn có nguồn gốc từ Ý. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã sử dụng các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của Elon Musk sản xuất cho cả mục đích dân sự và quân sự, bao gồm việc duy trì liên lạc giữa các đơn vị quân đội, điều khiển máy bay không người lái và chỉ đạo pháo binh. Tuy nhiên, vào tháng 9 vừa qua, Elon Musk đã khiến Kiev phẫn nộ khi từ chối yêu cầu sử dụng Starlink để hỗ trợ cho các cuộc tấn công và hạm đội Nga ở bán đảo Crimea. Ông giải thích không muốn SpaceX trở thành công cụ trong hành động chiến tranh và leo thang xung đột lớn. Quân đội Nga đã chiếm được cả Avdiivka và nhà máy hóa chất ở phía bắc thành phố vào cuối tuần trước. Moscow tuyên bố rằng cuộc rút lui đã trở thành cuộc tháo chạy hỗn loạn, trong đó hơn 1.500 binh sĩ của Ukraine đã thiệt mạng. Avdiivka nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine từ năm 2014 và thường được Kiev sử dụng để pháo kích vào thành phố Donetsk, cách đó 10 km. Kiểm soát Avdiivka được coi là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Một số chuyên gia phương Tây nhận định Moscow sẽ phải mở rộng thêm 50-60 km trên tiền tuyến sau khi kiểm soát Avdiivka, qua đó mở đường tiến công vào các thành phố khác và gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.